Sau khi mà được sự giúp đỡ của huấn luyện viên cá nhân, mình đã giảm được 9kg trong vòng 2 tháng. Mình nghĩ đó là một khoảng thời gian mà mình nỗ lực không ngừng nghỉ. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với Fit for Women nhé. Hôm nay anh Quang Si sẽ hướng dẫn cho Olivia về các bài tập ở các vùng cơ trọng tâm, bụng và eo. Thì cái động tác này nó sẽ tác động vào cái phần eo của mình ha. Cái động tác setup của mình đó là mình chống với cái động tác hít đất. Cái phần gối bên phải của mình sẽ chạm vào cái phần tay trỏ phía trên. Yeah, và cố gắng là mình siết cái phần kho lại. Ok, tiếp tục. Bên trái. Đối với cái động tác này thì tác động trực tiếp vào cái phần eo của mình. Chỉ cái phần vai nè, cái phần tay thì đối với nữ rất là thích fit kiểu phần này. Cố gắng là cái gối của mình chạm vào cái tay của mình luôn ha. Chậm lại tí xíu. Yeah. Đá lên, thở ra. Xuống, hít vào. Hai cái tay song song lại với nhau. Cái chân ở phía sau mình móc lên. Móc lên trước. Hạ cái chỏ xuống. Đúng rồi. Yeah, cố gắng là mình siết cái phần này. Với những bạn mới vừa tập thì mình sẽ tác động vào cái phần thứ nhất là phần kho nè, phần tay sâu, phần vai rất là tốt. Mình sẽ nâng cái độ khó lên một tí xíu nữa. Rồi, bây giờ mình thực hiện giống như động tác ban đầu. Xuống. Và ở cái động tác này các bạn chú ý á, là cái phần hông này của mình nè phải được giữ chặt. Đúng rồi. Good. Nó sẽ tác động sâu vào cái phần kho, đùi, mông, phần vai và tay sâu của mình nhiều hơn. Trước tiên là mình sẽ nằm sắp xuống trước. Hai tay của mình thẳng ra phía trước. Bây giờ mình sẽ dở cái phần tay và chân lên khỏi mặt đất và siết gồng chặt cái phần lưng. Đúng rồi. Xuống. Lên. Hít vào. Giữ lại. Xuống. Thở ra. Cái, và các bạn chú ý á, là thường là mình sẽ tập ở cái cường độ là chậm một tí xíu để mình cảm nhận cái cơ tốt hơn, chứ đừng có tập quá nhanh. Ở cái phần này, những cái nhóm cơ liên quan của mình là cái phần thứ nhất là phần lưng, phần đùi sâu và phần mông nữa. À, không riêng về cái phần kho không. Hy vọng rằng những cái kiến thức mà YC chia sẻ ở trên á, thì sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp tập luyện về cái phần bụng nè, kho và cái phần eo của mình tốt hơn. À, đây là những cái vấn đề mà hầu như là chị em công sở mình quan tâm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Fit for Women Office Lady. Hãy vui lòng comment ở bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận các vấn đề tiếp theo nhé. Nhấn like và subscribe nếu các bạn thích video này.